Chào buổi sáng cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng mình đi thăm lúa mình đổ dấn vô mình kho coi. Kiếm kho hay nấu con chua gì đây? Về ha, biết có cá chưa? Tính món trước. Có chứ, thấy có cá à kìa. Này cái giới huyền thoại của mình trong đây cả nhà. Bữa giờ phải lội xuống mới được. Nhờ có cái giớt này mà đỡ tốn tiền mua đồ ăn vậy lắm. Ba đổ hả? Lội đổ mới được. Sâu ba. Sâu mới có cá chứ. Hết biệt là đông khỏe rồi. Sáng nay Giang lên phụ xịt thuốc cho anh Hùng nha cả nhà. Chứ không thì thường thường Giang sẽ đi dỗ. Có ốc không mà tiêu rồi. Thôi vậy như cũng có cá chứ còn không. Ít nhiều thì có cá được, con thấy con cá còn tâm rồi đó. Ông sao Vũ dớn ngoài trong lòng lo sợ. Sợ không đủ kho. Sợ không đủ kho. Cái chốt nó gãy gãy nè. Có cái chốt mà nhưng mà ít. Nhảy lòng toàn trống rồi đó. Còn lấy. Ôi. Kiếm khoa được. Ôi cá chốt nhiều quá kìa. Cá chê luôn. Cá chốt cá chê nhắm. Ô dữ lắm cá rồi. Đây là bữa nay là chú Út lắm cá chốt cái hàm rồi nó sao rồi để nhảy sao rồi có biết kìa. Bữa nay chú Út soạn dụng cụ nha cả nhà. Cái rổ màu hồng là chú Út soạn á. Lên đây, lên đây. Đây nè, quay qua đây nè. Ôi cá chạch luôn, dựng cái thùng ngay lại. Cô kìa cá chốt ngon kìa. Cái này về mình đổ luôn ra thau bự, mình thấy nó mới nhỏ. Cá chạch, cá xì già, lương, cá chốt. Trời ơi, cá chốt con nào con mấy. Cũng luôn. Quá, mỗi cá quá tuyệt vời. Để ba đặt lại cái này đi rồi mình qua bển mình đổ cái kia. Cái này không phải cá chì vàng, cái chì trắng đóng nước phèn. Cái chì trắng đóng nước phèn thành cái chì vàng luôn hả? Thấy không? Đóng cái khoảng này mà cái chi trắng nè. Cái chi vàng là nó có mấy cái chấm bi. Ừ, này đâu phải. Này cái chi trắng. Chi trắng. Mình thấy sao? Rồi, cái chi nó bự. Cái chi bạch là gì? Cái chi trắng nè. Rồi lên. Này dữ lắm mỏng rồi. Không đâu mà. Không dờn kìa. Thấy có nhảy gì đâu. Đúng rồi. Nhìn gì sẽ thấy. Có chạch cá ngon không kìa. Lấy qua đây coi. Cái chơi bự. Đừng sợ dứt. Rồi. Dễ lên cái này dướng vô đây nè. Cái chơi lật ra chứ. Đi cái chơi rồi. Không chạy vô nữa. Hẹn bạn ngày mai đi. Hẹn bạn ngày lần sau nghe bạn cá chê. Ôi. Ông sáu sao một hồi Vũ lứa Vũ gặp mỏi tay quá. Thả con cá chê rồi. Rồi. Sáng nay mình được mớ cá này cả nhà. Về mình đổ ra thau bự mình lựa coi coi cá đi rồi mình sẽ biết mình làm món gì mình ăn cơm. Xỏn cái gỗ màu hồng mới chịu à. Xém chứ quên kéo xong đi lạp lại chắc mắc cười dữ vậy.
Rồi mình đi về ba ơi, Út ơi. Rồi đi về thôi. Ôi cá nãy bà đổ vớn được rồi cả nhà. Trong này có cá trê, cá chốt, có được mấy con cá chạch nữa. Ông sọn hôm nay cá chạch cũng được mấy con. Giờ hàng sẽ lựa cá ra nha. Bây giờ mình có cá rồi, mình ăn rồi, bây giờ mình hái rau về. Có cá mình kiếm rau gì mình ăn. Luộc. Này nhắn lòng mình luộc ngon lắm nè nha. Nãy được mấy cá chốt với mấy con cá chạch với mấy cá sặc ngon rồi. Quá trời ngon luôn. Nay để hậu về coi coi suy nghĩ cái món gì, giờ hái rau trước đi. Nè. Con cầm dốc luôn đi. Chút đi. Ăn lỏng đâu. Ok. Thấy anh đó chưa biết mình có cá gì nữa, kêu kho lạc. Chắc thấy rau. Lột nè, mày nhắn lâu chắc lột mà. Ừ. Cá kho lạc ha. Thấy rau là biết cá kho lạc. Nhưng mà hai anh sai rồi, hôm nay em không ăn cá kho lạc đâu. Chú Út sẽ đảm nhiệm bữa ăn trưa hôm nay. Hôm nay mình làm tới 3 món nè. Cá chạch với cá sặc thì chiên. Cá chốt thì mình kho sả. Kho sả ợt. Kho sả ợt. Cái rổ rau này nhãn lồng này nó non gì đâu. Rau luộc hả Út? Rau luộc. Sáng mình đổ vớn rồi cả nhà, thấy trong thao vậy chứ bư ra cũng được mớ cá chạch. Cá chạch với cá sặc. Thì Út nói là Út sẽ chiên. Còn mớ cá chốt mà. Kho sả ớt. Giờ Út sẽ bắt chảo lên để mình để cá với mình chiên trước. Rồi sau đó là con sẽ phụ Út rửa rau với là đi hái sả. Ủa sao bữa nay chú Út yếu xìu vậy trời? Nó nhỏ. Nó nhỏ. Ông Sáu đi đổ vớn với chú Út về xong rồi giờ làm công việc lặt vặt nữa rồi, giao bếp lại cho chú Út. Giang thì chưa về. Xíu về chắc tới giờ cơm luôn chứ đâu. Lấy chai dầu bự đi. Cho nhiều dầu một chút. Chiên thì nhiều dầu thì ngon. Mạnh mẽ lên. Thẳng lên coi. Đã bị người ta nói bị đê rồi mà. Nói nhẹ. Ừ nó tức. Này chắc dĩ một hết cái gì heo. Không biết nó đổ vô coi sao. Chiên thôi. Chiên lắm thơm mà. Phải còn gian ngã la làng nữa. Để vô cái chặt nó uống liền ha. Cái đi cho nó ngay đây cả. Mấy cái chặt này ngon hả? Mẹ không thẳng
dầu gì nè, dầu nhiều nhưng mà chiên nó nhanh lắm. Giòn cái khi khỏi trở bề luôn, nó gặp luôn à, khỏi trở bề. Rồi trong khi chờ đợi mình bắt nước lột rau. Úp chậm đùng đùng nha, để hồi mình sang lửa qua. Rồi bây giờ con sẽ rửa rau giùm Út nha. Rửa rau với lại con đi bẻ sả luôn nha Út. Ok. Cá vàng được bên. Bên này sao mé bên này nó không vàng mà mấy bên kia Út rồi. Thiếu lửa. Để cho lên tiếp. Thiếu lửa cho nằm giữa đi. Nước cũng đã bắt đầu chăm tem. Rồi con đã hỗ trợ Út được một phần rồi, con đã bầm xả ớt cho Út rồi nha. Cảm ơn nha. Rửa rau xong luôn rồi đó. Cảm cũng góp công vô. Cái bếp chiên của mình dữ lắm, nó yếu lửa rồi. Hỗ trợ cho thêm nè. Vừa quá nó khét à. Khét đó. Nước chăm tiên. Trong khi chờ đợi rau luộc thì mình ướp cá. Gom gom là được mới cá chốt ngon chứ bà. Để trong cái thao ấy, với cái xô không thấy rõ cá đâu. Cho lựa ra cái thấy rõ. Trong cái xô mà. Cho hết luôn hả? Con thấy bình thường Út chừa lấy miếng xả sống mà. Bữa nay thay đổi rồi hả? Nay thay đổi. Coi thử cái mèn kia ngon không? Bình thường là con thấy Út ướp vô một phần, còn phần Út vừa xả sống gần chín Út bỏ vô. Bữa nay Út cho vô cái một luôn. Mà đói bụng quá trời tranh thủ. Lỗi chỉ thật. Không mà lâu lâu mình cũng thay đổi coi cách nào nó ngon hơn. Một ít bột ngọt. Đường. Nước màu vô. Ủa? Tống cục. Rồi sao nó có màu? Có đó, nước màu này màu dữ lắm. Cái nồi của mình hơi bị nhỏ rồi. Nó lỡ rồi. Ủa quầy cá chiên Út quầy. Con thấy nó vàng lắm rồi Út quầy. Cá chiên Út kìa. Ừ. Được rồi đó. Để chọn cái này cái đi tiếp tục đó, nó màu đó thấy chưa, Út nói nó không màu hả, Út bị cái kia thủ nước màu này mấy lần Út chưa sợ hả Út. Đó xong một món ra lò thôi. Hôm nay chuyên gia nước chấm vắng mặt cho nên là con nhỏ quay phim nhỏ quay phim sẽ làm nước chấm, nước chấm cá chiên. Để bữa nay về con làm nước chấm thử cho chuyên gia nước chấm về ăn coi đánh giá coi. Cái chạch chiên về ngon quá. Lâu không ăn cái chạch chiên nha. Từ hồi cái thời mà mấy chú cháu mình đi lụm cá chạch sáng mốt tới giờ Út nhớ không? Dạ. Lâu rồi đó. Đợt cái chiên ngon quá chứ. Đợt đó là cá nó chết rồi, không được cá sống rồi đó. Còn cá này là cá sống nè. Ui. Một món. Ngon quá cả nhà. Cái này làm chén nước mắm chua ngọt. Ớt, tỏi ớt ha.
ngon quá. Để vô em ít muối đi. Tiếp tục là món rau luộc của chú Út. Chú Út tiết kiệm củi, chú Út sẽ không sử dụng tiếp cái bếp chiên nha cả nhà. Cái bếp chiên củi nó tàn rồi. Chú Út nói là Út luộc rau xong rồi Út mới kho cá. Trong khi đó mình chờ đợi cho cá thấm ngon. Hay quá Út ơi, công đôi ba việc. Cái này cái bếp của mình nó không có rộn ràng ha, có hai chú cháu mình thôi. Có hai người sao buồn quá à. Này phải 7-8 người vô nấu vô vui. 7-8 người vô đây đổ chỗ rồi đứng. Để nước mắm vô thêm đi. Nãy có để nước mắm luôn phải không? Ừ. Này cái nồi nó hơi nhỏ, bữa nay là làm việc khó nha Út. Cẩn thận với nó nha Út. Này hết nước mắm mà để thêm miếng. Thì Út là đầu bếp mà. Út có quyền quyết định mọi chuyện. Đói bụng dữ lắm hả Út ơi. Rồi. Kêu con coi coi mấy giờ. 11 giờ rưỡi rồi. Sôi à. Nhiều rau thấy nhiều quá ta. Sáng mấy chú, hai chú cháu hái thấy có một miếng mà sao giờ nhiều chứ. Miếng là một giỗ luôn chứ miếng. Dữ lắm mới rớt ra ngoài rồi kìa. Cái này hồi Út lấy cái nước cho con nha, đừng bỏ nha. Con bị mất ngủ dữ lắm rồi phải không? Con uống cái nước đó đó. Chỗ này con mất ngủ quá. Xíu rau nó chín rồi mình sẽ kho cá không? Tới món thứ hai đã xong, rau luộc. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Cá này nãy mình để thêm miếng dầu ăn rồi cả nhà, mình kho khô luôn nha. Kho không khô. Có nước luôn hả? Còn ít ít thôi. Xịn xả chấm rau không? Ủa bữa con bỏ nhẹ nhàng lắm mà sao Út làm gì vậy? Đụng vô cái nồng. Đụng vô cái nồng lắm. Cái đó nè. Mấy cá chốt nó mời gọi. Nó mời gọi mình Út ơi. Dữ lắm ngon mà. Đó, chậm lửa liu diêu khoảng 4 tiếng nữa là mình ăn. Thằng ơi. Ờ 40 phút là không 4 tiếng. Cái gì 40 phút lâu lắm. Kho cá mà dữ vậy. 4 phút. Bắt đầu soi là mình tính 4 phút. Bởi vì bắt bà Phi nó bụng hai lu bu rồi. Nói lời lẹo lưỡi lum lum cho ăn. Cá chốt kho xả ngon lắm cả nhà. Cá sôi rồi Út vớt bọt. Do mình có để dầu á, cái nó nổi lên đấy Út. Thêm cá chốt nó béo nữa. Mở cá chốt. Bữa nay chút mình kho cá kiểu này thì lạ hơn thường ngày chút khi kho. Dạ, đói bụng rồi. Ông Sáu đã hàng đói bụng. Bữa nay mình ăn tới 3 món luôn nghe bà, ghê không? Dữ ha. Ủa chút. Cái rau, cái nước luộc rau của con đâu rồi? Quên rồi, đổ luôn. Rồi nó tức vậy là tối nay thức đêm nữa. Con không biết đâu. Mẹ đổ rau quên rồi. Thôi ăn rau nhiều lên chút chứ vậy. Tức gì đâu. Sơ hở đi làm nước mắm một chút xíu. Ông Sáu thử thẳng sẵn sàng hết trơn rồi kìa. Bàn ghế chén đũa gì hết trơn rồi kìa.
cá mà đứng chống nạnh hình sự quá, ghê quá. Không biết ngon không đây, mà thấy cái màu này chắc ngon rồi. Chắc ngon. Ba, cái ghế bàn này nè, chừng nó ba làm cái chân lên được không? Cái bàn ăn cơm mình á. Đóng chừng bờ cao, khoảng bờ cao không? Sao mà mình ngồi vừa mình ăn á? Được chiều cao quá chứ cao đó. Đỡ có khom khom. Cao lên cả bằng cái ghế này hả? Thì để cái lỗ lên cái hết ngồi bẹp là hết cái đường, phải thấp hơn nữa. Ừ, thấp thì bắt coi canh chừng coi. Đóng lên cái mình dễ ngồi ăn hơn. Đó, à. Chừng hai, chừng hai tấc rưỡi. Chị bữa nào ba làm nha. Vừa lắm mà ngon rồi. Thiệt không? Đó. Con nghe thơm. Thơm mà đó. Lên màu rồi chạy. Rồi nè, nhắc xuống đi. Để hành đi ớt rồi cái gì dọn cơm ăn. Ok. Bám nó bụng nãy giờ. Rồi vừa củi luôn. Quá ngon rồi, chốt khỏi xả. Rồi, có cơm trưa rồi cả nhà ơi. Bữa nay chú Út một mình ôm xô ba món. Cá sặc và cá chạch chiên giòn, rau nhãn lồng luộc, cá chốt kho sả ớt. Cái này chú kho không có bỏ nước luôn nha, nó sành sệt nè, mình chấm rau hoặc chắc ngon. Con góp được phần dĩa nước chấm, nước mắm chua ngọt. Mời quá. Cả nhà cùng ăn cơm trưa với gia đình Hằng nha. Mời ba, mời Út ăn cơm trưa. Mời cả nhà dùng cơm trưa. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Thưởng thức, ba thưởng thức trước nha. Có chốt, chốt mập nó trắng rồi. Cực kỳ luôn, ngon luôn. Mời cả nhà con cá chạch chiên. Nãy như kêu Út để nước luộc rau nhãn lồng lại cho mình. Nãy chú Út quên à. Út không biết có buồn giận gì con không. Đổ bỏ hết trơn. Buồn quá. Ăn nhãn lồng nhiều hết. Thôi vậy thôi, giờ phải đành chịu thôi. Tháng này mà được nghĩa cá chạch gì quý lắm. Mời cả nhà ăn rau con luộc. Cá sặc nữa đó. Nãy giờ sáng con lựa ra được nó. Mình đặt mấy cái giếng vậy chứ có cá ăn. Có cá ăn lai rai. Lai rai rai hoài. Cái này mình dẹt qua. Dẹt qua bên ăn mình. Dẹt qua bên chấm rau không? Chấm rau. Chấm sâu quá nó mặn không? Coi chừng dính ớt nó mặn thiệt à. Mặn. Đồng cay chứ không phải mặn. Cái này ăn là bởi nồi cơm thiệt. Ngon. Đây là món ruột của mình nè. Cá sặc chiên giòn là món. Vậy là con giống ba rồi, con thích ăn cá sặc lắm. Món ruột nè. Chiên giòn giòn vậy ta ăn khỏi bổ sung luôn. Mời cả nhà con cá chốt khô khô nha. Khô sả chứ. Khô khô sả. Ăn chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Nhìn cái nồi cá chốt nãy giờ chịu nổi. Con này con thích cá kho hơn cá chiên. Cá chốt này béo không? Béo lắm em. Mấy thêm miếng dầu vô nữa nè. Nó cực tự. Con dặm cá chốt dễ ăn chứ. Làm khô cũng ngon. Dạo luộc mình mới hái, mình luộc liền những ngọt một tái luôn. Nó mới chứ không? Nó được. Nồi cá non ngon tắt hết luôn. Chút kho mà ông bà khóa vụ nhãn lồng mà chấm luộc rồi. Cái gì luộc chấm rồi phải không? Nước tình trạch này mà chấm không ngon thì được.
Thấy chốt quá léo. Món yêu thích nè, có mấy cái giặt nè. Nằm lớp dưới đây nè. Nãy trên cái sạc nó vàng trước đó, Út gấp ra trước, Út để dưới. Cái bàn này vài bữa ba quẩn cả nhà, là ba sẽ đóng cái chân cho nó về cỡ ngang đây đi ba. Vậy ha. Nên là mình thí dụ rồi. Ừ, cỡ đó được á. Mình làm sao nữa, có thể ăn lẩu để cái nồi lẩu cho nó là còn thấy đường. Ừ. Cao quá cái ngồi phút nó nhìn không thấy vô cái nồi lẩu đâu. Nó chừng gan gì đó không ba? Mà đũa gì được không? Như đó có 30cm không ba? Còn đó. Hơn cả ba tấc. Ba tấc. Ba tấc giữa. Từ ngày làm cái chòi này xong ông Sáu muốn chuyển nghề thành thợ mộc luôn. Muốn cho nằm chỗ không, muốn cho nó quay tròn tròn. Quay. Quay đi, quay đi. Quay được không? Không được trời, Thánh Lan ơi. Mình làm quay đi ba biết không? Tại vì nhiều khi có bữa mình ăn nhiều món quá, ngồi xa vậy. Lắc vô không tới phải không? Không tới thì mình xây. Hay á ba, ý kiến đó hay á ba. Thịt vô để ý mồi dữ lắm mà ngàn. Cái nào ngon con quay coi liền á. Coi mồi nào mà ngon là quay ngay liền á. Một trăm điểm tuyệt đối cho nồi cá kho. Ngon quá. Con con ăn tới dưới lại hả? Chiên ngon lắm. Nước chấm ngon làm con. Ngon bằng dao. Chắc không bằng dao nữa. Nó là chiên dao. Cũng vậy. Giang đi công việc chưa về hả? Coi lấy thuốc về tặng xịt. Okay. Hàng làm hơn Giang là hơn gì đó không? Ờ. Đâu phải không? Rất hiểu ý lắm. Nhà con ăn cay nhất. Nên là con làm là mọi người ăn rồi con gửi ớt ít rồi đó. Con ăn một mình là con gửi ớt dữ lắm luôn. Có chạch chiên giòn á, thịt nó cũng ngọt lên hết. Ngọt chứ. Chiên tươi mà ngọt nữa. Cá chạch chỗ này chưa có béo dữ nha ba. Chưa đâu, qua tháng 10 là không còn nước á. Không còn nước á. Ừ, tháng nước biểu á. Ngọt chứ, không béo gì. Cá chạch chiên mà mình ăn cái đuôi này nó ngon cực kỳ á. Cái đuôi đó bé tôm ăn cũng được luôn á. Không có thương. Ừ. Mỗi lần mà con chiên cá chạch lần tôm nó vẽ cái đuôi nó ăn. Bé tôm vẽ cái đuôi lắm. Mà không thấy bé ăn. Cá chạch với cá chèn. Tự nhiên cơm còn tính bế nữa. Bị lẹo. Có mưa vậy tốt. Cái dưới rau này cả nhà đừng có thay nhiều vậy mà nha. Đảm bảo là gia đình mình sẽ ăn hết luôn. Ăn rau tốt. Ai cũng thích ăn rau. Giờ cũng trưa rồi đó nhà. Gia đình hàng ăn cơm tiếp nha. Giờ 12 giờ rưỡi rồi. Hàng xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ba món xuất sắc luôn trời. Yeah. Bởi vậy chút nói giờ phải ai nấu mà mình còn khen. Còn giờ mình nấu mình ngồi im mình ăn chứ sao vậy. Lắp lên đũa mà.